Em Tuấn về thêm được một lô 6 và 5S đấy nhé. Đây là 5S và 6. Riêng dòng này thì báo cáo bác là dòng này là phiên bản quốc tế. Các bác có thể về cắm SIM và dùng luôn được. SIM dùng luôn được. Đây. Gồm có iPhone 6 và iPhone 5S. iPhone 6 và iPhone 5S. Thì nói giá luôn. Dòng này về các bác chỉ cần lắp SIM và dùng luôn bởi vì nó là phiên bản quốc tế. Đây có một số con chắc là em vẫn để ở tiếng Nhật nhưng em sẽ chuyển về tiếng Việt cho bác. Nó đây, ví dụ như đây này, vẫn còn tiếng Nhật tiếng Anh này. Em sẽ chuyển về tiếng Việt cho các bác hết. Ok nhé. Đấy, nó có chế độ chuyển tiếng Việt này. Đấy, chuyển ngôn ngữ này. Đang thích là ngôn ngữ rồi. Về tiếng Việt đấy. Thì báo cáo các bác là dòng này là phiên bản quốc tế nên là các bác về bác chỉ cần cắm SIM và dùng luôn. Đối với lại con iPhone 6 này để cho bác mức giá là 990.000 iPhone 6 nhá, 990.000. Còn những cái tiếng Nhật này kệ nó thôi bác ơi, hàng bao hoạt động bình thường hết cho bác, hàng bao đẹp không bị vỡ mặt nhé, không bị vỡ mặt hoặc là chảy các góc này. Đấy, 990.000. Cái hay ở những dòng này là gì ạ? Cái hay những dòng này là rất hợp lý cho những bác nào thích. Cái thứ nhất là nó cầm nó thanh mảnh, nó nhẹ nhàng. Hai là gọi, ba là Zalo Facebook, bốn là đặc biệt là nghe nhạc. Những cái dòng này này, những dòng mới thì bác lại cần phải một bộ chuyển đổi. Nhưng cái dòng này nó có jack 3.5, 3.5 luôn. Nghe nhạc rất là tiện, cực kỳ là tiện luôn. Và cái thứ hai là iPhone nó nghe nhạc rất là hay bác nhé. Nghe iPhone kể cả nghe qua Bluetooth của iPhone cũng rất là hay. Cực kỳ hay. Nhạc, riêng nhạc của iPhone không thể chê được rồi. Tại sao em là tôi lại nhập những dòng này? Bởi vì trong cái kênh của em thì em lại bán âm thanh nên những cái sản phẩm nhiều bác lại hỏi ơ không có đời cao hả? Báo cáo bác là em có đời cao, có đời mười mấy triệu cũng có, mấy triệu cũng, nhưng mà cái số lượng để nhập những cái dòng đấy về các bác có dám mua không? Bác bảo ôi tôi mua cũng tốn mười mấy triệu xong đấy nọ, cái nó mất việc lắm. Cứ dùng những con này thì bác ạ nha, những con này các bác có dùng tốt chán đây này, này em cho màn là sáng thì có đẹp không, còn lung linh luôn bác nhé, còn lung linh luôn. Sẽ chuyển hết về tiếng Việt cho các bác, về các bác dùng luôn, về các bác chỉ cần cắm SIM và lắp SIM vào là dùng luôn. Riêng con này bản quốc tế ạ, bản quốc tế nên dùng SIM thẳng luôn, nó không phải ép SIM, con này cứ cắm thẳng SIM và dùng luôn ạ. Đấy, con iPhone 6 như thế này nhé, không bị vỡ góc, tất cả các mặt nước mũi đẹp như này, để cho bác 990.000. Còn đối với con iPhone 5 như này, đây iPhone 5 em vừa ấy cho bác, đây đẩy sáng này sáng long lanh bác ạ. iPhone 5 rất là, con này cũng có rắc nghe tai nghe nhạc, đây tai nghe nhạc 3.5. Dòng này báo cáo bác là nghe nhạc thì bao phê rồi nhé. Đấy, đã xong chưa? Con này là iPhone 5S chứ không phải iPhone 5 bác nhé, con này 5S đây, iPhone 5S luôn ạ, 5S đấy, bản 16 GB. Cả hai con này đều bản 16 GB. Tất dòng này về các bác chỉ cần lắp SIM vào dùng luôn, dòng này rất là tiện, rất là gọn, tiện gọn hợp túi nhé, vuông vắn xinh xắn, cực kỳ là xinh xắn luôn đấy, rất tiện cho các bác các chú các anh dùng cái dòng này. Đặc biệt là dòng này nghe nhạc thì phải nói là quá hay rồi, nghe nhạc cực kỳ hay đấy. Đây chỉ cần là vào bắt Bluetooth là xong rồi. Những dòng này các bác có thể về, đặc biệt là có cái jack cắm tai nghe 3.5 này, nghe nhạc nó rất là hay luôn. Đấy, loa con này rất hay nhé. Con này là iPhone 5, 5S. Nói luôn là 5S cho các bác. Đấy, tất cả những dòng này đem bao tình trạng hoạt động tốt, 5S thì đẹp lắm, 5 quá đẹp luôn này. Để cho bác mức giá là 930.000 với 5S này, 5S là 930.000 và 6 GB. 930k bác nhé. À, quên mất này. Cứ đi tìm Bluetooth nhưng không tắt chế độ máy bay đi làm sao mà tìm wifi đấy. Ủa thế đấy, ok chưa bác? Đấy, đi tìm wifi cứ bật Bluetooth đơ chip rồi bác ạ. Đợt này đấy, em bị đơ mất rồi. Đi tìm wifi đi bật Bluetooth ổn không? Rõ ràng tìm wifi bật Bluetooth chịu rồi đấy bác nhá. Những con này em đấy em sẽ chuyển về tiếng Việt này hết cho các bác luôn, về bác chỉ sẽ dùng. Mà dòng này đặc biệt là về không có phải ép SIM cái gì cả, về lắp thẳng SIM dùng luôn, lắp thẳng SIM vào đây dùng luôn đấy, hàng về thẳng bên kia luôn đấy, ép SIM dùng luôn đấy. Dòng này là 930k với lại iPhone 5S, còn là iPhone 6 là 990.000 nhé, dùng SIM luôn.
Ok chị ạ. Đấy, vào luôn. Siri. À, chưa kết nối Internet. Dạo này wifi chối lắm bác ạ. Wifi đây này. Chán lắm rồi cơ. Nhiều lúc tức liền ấy. Wifi rất là tức luôn bác ạ. Có lúc thì nó vào ẩm, có lúc thì nó treo. Nếu mà vào bình thường cái gì nhỉ, vào trên 3G thì lại vào ẩm, thế mới khổ. Đây này, chưa được kết nối với Internet, khổ thế đấy, mất Internet rồi. Thôi được, tí tính sau. Bây giờ phải lắp SIM vào đây cho nó chạy ẩm luôn. Tất cả hàng em đều bao tình trạng nha, vào hoạt động tốt hết cho bác, bởi vì là internet của nhà em nó chập chờn đây này, nó vẫn còn tiếng Nhật cho bác nhìn này, nhưng em sẽ chuyển hết về về tiếng Việt cho bác nhé nhé. Ok đấy, máy đẹp nhá. iPhone 6 này là 990k, còn iPhone 5 là 930.000. Năm nó có cái hay của nó bác ạ, mỗi người có thích một kiểu, nó gọn vuông vắn nhìn rất là thích nhé. Ok, dòng này thì về dùng sim luôn, sẵn sim dùng luôn bác nha. 930k. Hàng đẹp xuất sắc này. Còn nào thì còn nào. Đẹp hết. Đó nha. Đẹp xuất sắc cho bác luôn. 930k. Bao hàng xịn cho bác nha, chứ không phải hàng nhái đâu. Còn hàng nhái thì nó rẻ bèo. Hàng nhái thì 4 500 300 200 400. Đây bao hàng xịn đấy. Em bao hàng xịn cho bác ấy, chứ không bao hàng vớ vẩn lái nhái phách phách bác nha, nói thế luôn cho bác hiểu. Được chưa? Rồi vì nó có mạng em vào em test cho các bác sau đấy. 6 đây, 990k. Năm thì là, mà thôi nói luôn cho bác đi, iPhone 5 để cho bác 890k đi nha, 890 để cho bác 890.000. Con iPhone 5 này 890.000 nhé. Còn 6 5S là 890, còn 6 là 990. Bác nào nhu cầu liên hệ với em, về chỉ sẵn để mà dùng thôi. Đấy, vừa về lô này nữa. Chào các bác.